quán phá lấu tứ danh nổi tiếng nhất Phú Nhuận của bà Thành Thị Hoa, bán đã hơn 20 năm rồi, ở cái hiệu này số 96 Phan Đình Phùng, phường 2 Phú Nhuận nha các bạn. Là khách ta đi vô ăn quán phá lấu của bà Hoa thì dừng xe bên cạnh hiệu và ngồi ghế súp cái đậu các bạn. Đó các bạn thấy. Đây là quán bà Hoa. Đây các bạn đang nhìn là cụ Phạm Thị Hoa đang bán phá lấu cho khách. Đây là địa chỉ quen thuộc của bất cứ người con nào một Phú Nhuận ai cũng biết các bạn. Đâu rồi quay hoài nha, không có đồng lương gì chơi cũng quay hoài quay hoài. Ngoại cho con đi xăm nha ngoại. Quay cũng phí mà. Tại đây. Cụ Phạm Thị Hoa là người rất là nhỏ các bạn, rất là nhỏ. Thì ngồi một chỗ để bán cho khách thôi. Đây, bà đang sắc cái lấu là cho khách. Có một người cháu, hàng xóm của cụ đang phụ cụ. Trong con hẻm này thì cũng có một vài quán nhỏ, bún riêu canh bún và bò đĩa cuốn. Thì đây là nói là quán của cụ Phạm Thị Hoa. Đây cô cụ của Phạm Hoa đang đổ nước bỏ bì đem về cho khách. Thì khách đang muốn đang đứng để chờ lấy mang về. Rất đơn giản bạn, chỉ có một nồi phá lấu nhỏ cùng nước lèo sẵn, khách tới ngồi ăn thì có lấy ghế thêm tí rau gầm với cắt sắt. Đó, khách này nha. Bà ơi, bà bán từ lúc mấy giờ sáng bà? 10 rưỡi. 10 rưỡi sáng tới mấy giờ là bà dọn vô bà ơi? 6 giờ chiều. Bà Hoa ơi, cho cháu hỏi là bà bán ở đây được bao nhiêu năm rồi ạ? 20 năm rồi. Dạ, rồi. Bà ơi, có bữa nào mà bà bán không hết không bà? Không, bữa nào cũng hết. Là ngày nào cũng hết ạ? À? Là ở đây chỉ khách quen của bà Hoa có nhiều không bà? Khách lạ nhiều hơn khách quen. Dạ dạ rồi, con cảm ơn bà Hoa nhiều. Đây, các bạn đang thấy bà Hoa dùng cái kéo và một cái giá để mà cắt nhỏ phá lấu ra. Nhìn rất là ngon mà mùi nó sọc lên tầng mũi của mình luôn các bạn. Đây khách tới hiện để mua ăn phá lấu của bà Hoa. Nên theo như bà Hoa cho biết thì quán tuy là nhỏ vậy nhưng mà ngày nào cũng hết hàng hết. Đây là cụ Phạm Thị Hoa. Cụ Phạm Thị Hoa đang lựa chọn những cái phá lấy để mà cắt ra nhỏ cho vào chén để đưa cho khách. Thank you.
rất là đông dân cư trong hẻm này các bạn. Múc thêm nước để chấm bánh mì cho khách. Đó, cô phụ và bà Hoa đang đem khoai lấy cho khách. Và khoai lấu được đem ra thì kèm với là một chén nước chấm. Khách có thể gọi thêm thức ăn ở mấy cái cửa hàng thức ăn cạnh bà Hoa cũng được. Cho con hỏi là mỗi ngày bà nấu bao nhiêu cân khoai lấu ạ? À? Bao nhiêu ký ạ? À? Mấy ký ạ? 6-7 ký. Khoảng 6-7 ký hả bà? 16-17 ký khoai lấu. Cái mà bà Hoa đang sắc là gọi là cái gì bà Hoa? Cái này là khăn lông. Cái này là? Khăn lông. Khăn lông của con bò. À. Ở trong nồi khoai lấu nó có những cái gì bà Hoa ha? Trong nồi này có khăn lông, có tổ ong. Có tổ ong, có khế này. Đây, cái khế của con bò. À, khế rồi. Bò. Cái này bao tử con bò. Rồi, đây là bao tử con bò. À, với cái này là lòng của con bò nè. Rồi, lòng con bò. Rồi còn gì nữa không bà Hoa? Rồi lá mía. Lá mía nó dạng là như gan á. Dạ, lá mía nó cũng giống như gan vậy ạ. Dạ, rồi, con cảm ơn bà Hoa. Chị ơi, cho em hỏi là chị có hay ghé quán của bà Hoa ăn không ạ? Dạ có. Dạ, anh chị có thường xuyên ghé quán này không ạ? Dạ thường xuyên. Mình ăn được bao lâu rồi anh ha? 7 năm trước. Rồi 7 năm trước là anh chị đã ghé đây rồi. Rồi em cho em hỏi là anh chị ở xa đây không ạ? Không, mình ở Phú Nhuận luôn. Dạ, em cảm ơn. Mùi khoai lấu với lại nhìn nó rất là thích mắt quá. À, một nồi khoai lấu thì mà bà Hoa nấu hoặc là hầm trong bao lâu bà Hoa? Nửa tiếng ạ. Khoảng nửa tiếng ạ. Dạ. Là bà Hoa bán một mình hay là có ai phụ bà Hoa không bà Hoa? Có nhà cháu nhà nó phụ ạ. À, cô đây là cháu ạ. Dạ rồi. À, anh chị cho em hỏi là anh chị ăn khoai lấu bà Hoa cũng 7 năm rồi nè. Anh chị cho em biết cái vị ở đây so với lại khoai lấu ở chỗ khác thế nào ạ? Nó không có béo như mấy chỗ khác. Nó không có béo. Nó béo quá. Mấy chỗ khác là nước dừa nhiều hả anh? Ở đây nó khoai lấu nó có mềm hoặc là sao không anh? Dừa ăn. Dạ, dạ cảm ơn anh nhiều ạ. Thì khách đó, ở đây toàn là khách quen không các bạn. Nó là khen món mềm mà không có béo hơn mấy chỗ khác. Đây nước dừa khô, còn kia nó thắng tốt, là ăn nó béo. Có lóc nhà làm. Ra cùng chim ngưỡng lại cái nồi khoai lấu của bà Hoa. Trộn lên bà Hoa. Bà Hoa đang trộn khoai lấu. Đó, lòng, lá lách, gan, khế của một con bò. Ra cùng chim ngưỡng lại cái nồi khoai lấu của bà Hoa. Trộn lên bà Hoa. Bà Hoa đang trộn khoai lấu. Đó, lòng, lá lách, gan, khế của một con bò. Nói ra là quán nhưng mà bà Hoa chỉ có một cái bàn nhỏ và hai cái bếp lò than hồng để mà kê.
hai nồi phá lấu thôi các bạn. Bà Hoa ơi, phá lấu này ăn kèm với cái gì bà Hoa? Ăn kèm với bánh mì. Dạ dạ. Cái này là gọi là cái gì bà Hoa ha? Cái này thịt sống với thanh long à. Dạ, cái sống thì... cái sống luôn. Dạ. À, giá của một chén phá lấu của bà Hoa là bao nhiêu tiền ạ? 20. Dạ, 20 ngàn. Hồi trước kia là giá 15 mà giờ mới lên 20 phải không bà? Mới lên rồi, năm rồi 20. Dạ dạ. Vì thịt nó lên. Dạ, dạ thịt bò lên với lại giá cả ở ngoài chợ lên nên bà Hoa phải lên. Sẽ có 2 chén phá lấu. À, nồi phá lấu luôn lúc nào cũng trong tình trạng sôi nóng. Nó sẽ được múc nước. Đây, đó, các bạn thấy rất là nhỏ gọn. Quán bà Hoa rất là nhỏ, chỉ có mười mấy cái chén với lại hũ gia vị với một bề rau. Bà Hoa ngồi trong góc này các bạn. Bà Hoa nhà túc bên chợ Bà Chiểu. Khi tới giờ bán thì bà Hoa dọn qua đây, có một người cháu phụ nữa để bán tới 6-7 giờ tối xong. Mình cũng gọi được, mình cũng thử gọi một chén phá lấu của bà Hoa để ăn thử các bạn. Đây, chén phá lấu, chén nước chấm và có thêm tí tách đậu răm ăn kèm. Thì mình sẽ ăn thử ha. Chấm với lại nước chấm để ăn thử. Bà Hoa ơi, cho hỏi năm nay bà Hoa bao nhiêu tuổi rồi ạ? 81. 81 tuổi. Bà Hoa có bao nhiêu người con ạ? Có 2 người con. Dạ. Con trai bán nước đá đó. Anh con trai đang bán nước đá bên cạnh quán bà Hoa đó. Con gái bà. À, chị con gái là chị đội nón nãy giờ phụ bà Hoa. Khách ăn xong rồi, khách đang trả tiền về các bạn. Rất là bình dân, rất là mộc mạc. Nấu bằng lửa than. Nấu bằng lửa than. Thì trộn đúng không? Lúc nào cũng trộn. Đang tổng bỏ. Muốn nước gì vậy? Trộn lên, ăn hết rồi. Ăn nó không bỏ hột nào á.